Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và mình sẽ làm một video để mở đầu một chuỗi clip hướng dẫn người chơi mới à, bởi vì mình thấy là vẫn còn nhiều bạn mà khi mà tiếp xúc với game đó, thì gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu và gọi là có thể chơi game đúng theo cái hướng mà chơi game được. Thì mình sẽ làm một cái series luôn, từ lúc bắt đầu game cho đến khi auto được Wyvern 13. Tại vì sau khi mà auto được Wyvern 13 là các bạn có thể muốn làm cái gì cũng được, bởi vì các bạn đã có được một cái nguồn đồ cố định là nguồn đồ trong Wyvern rồi, thì sau đó sẽ là các bạn có thể biến hóa, rẽ hướng đủ thứ. Nhưng mà cái con đường đầu mình nghĩ cần tập trung vào Wyvern 13 là con đường gọi là đại trà được sử dụng nhất á. Thì à, với lại chưa kể là có nhiều bạn ngại tiếng Anh nữa, tại vì cái game này nó không có hỗ trợ tiếng Việt các bạn, cho nên là có thể là nó sẽ hơi khó một chút. Ở đây mình skip tutorial đi. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái giao diện combat của game nó sẽ như thế này, có nghĩa là team của các bạn sẽ nằm ở đây hoặc là ở bên chỗ này, và các bạn có thể đi tới đi lui thì tùy vào cái mũi tên của các bạn nó chỉ ở đâu. Thì để đi hướng nào thì các bạn chỉ cần lích chuột và giữ chuột hướng đó thôi. Rồi, và khi mà vào combat á, thì các bạn dùng chiêu, thì mỗi hero nó có 3 chiêu, một chiêu đánh thường là chiêu 1 và hai cái chiêu còn lại là chiêu của hero đó. Thì cái chiêu 2 á, thường nó sẽ là, có thể nó sẽ là chiêu kích hoạt, ví dụ như đây là một chiêu kích hoạt các bạn, hoặc nó có thể là một chiêu gọi là passive luôn. Passive là cái chiêu mà nội tại á, nó không có kích hoạt nhưng mà nó sẽ cho các bạn một cái hiệu ứng gì đó. Thì ở đây chỉ là cutscene thôi không. Game này làm cutscene rất là đẹp. Đang chờ anime mà không biết chừng nào nó ra. Thì đầu game nó cho các bạn gọi là test test chiêu hero thôi, ví dụ ở đây các bạn có thể test chiêu của Jackie Chan hoặc là test chiêu của Rui Applied. Nhưng mà đây là những hero Moonlight các bạn. Các bạn nhìn vào hero trong trận á thì thanh máu là máu rồi, cái số đó chính là level của hero, level á, cấp độ của hero, và cái màu nó thể hiện cái hệ của hero này. Thì nó có ba hệ cơ bản là hệ lửa, hệ nước, hệ băng, với hệ lửa, hệ băng với lại hệ đất. Thì hệ lửa là nó màu đỏ các bạn, hệ băng là nó màu xanh dương, hệ đất là nó màu xanh lá như thế này. Còn hệ ánh sáng thì nó màu vàng như thế này, và hệ bóng đêm nữa thì nó là màu tím. Ở đây các bạn chưa có thấy được hero hệ bóng đêm, nhưng mà các bạn hãy biết nó là màu tím đi ha. Rồi ở đây thì là cái chức năng mà gọi là gọi Guardian đó các bạn. Thì nó hồi nãy nó có chỉ á, là ở đây mình có đầy thanh soul và mình bấm vô cái nút Guardian thì con Guardian nó chạy ra, thì đòn đó là đòn tấn công của Guardian. Rồi, lại thêm một cảnh cutscene thôi. Thì cái cốt truyện đại loại là tất cả sẽ chết và chúng ta sẽ reset world lại từ đầu. Mình xin được skip cốt truyện nha. Nếu như các bạn có thời gian thì các bạn có thể đọc cốt truyện rất là hay luôn. Chương 1, chương 2, chương 3, chương nào cũng hay, thậm chí side story, những cái cốt truyện phụ cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà tại vì mình đọc hết rồi và ở đây chỉ là một cái clip hướng dẫn thôi á, cho nên là mình sẽ skip hết cốt truyện. Thì khi các bạn vào game, giao diện của game sẽ là như thế này. Đây là một cái quán rượu và check in trước. Thì mỗi ngày các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ check in và nhận phần quà tương ứng. Thì cứ mỗi 28 ngày các bạn sẽ nhận được một cái Moonlight Summon. Đây là các thẻ summon ha, rồi những cái đơn vị tiền tệ, nguyên liệu gì đó. Thì các bạn cứ confirm thôi. Đây là event của collab. Thì thường nếu như các bạn mà muốn chơi game mà gọi là suôn sẻ thì các bạn hãy lựa những cái đợt event mà nó cho những cái thẻ như thế này nè, là các bạn đăng nhập vào năm 7 ngày
và các bạn ráng farm lên được level gọi là rank 30 của account của các bạn á, thì sau 7 ngày các bạn đăng nhập liên tục và các bạn đạt được rank 30 thì các bạn sẽ có được một cái thẻ 5 sao. Thì các bạn cứ canh những cái đợt event như vậy và tạo ạc mới để mà chơi thì nó sẽ có lợi hơn là các bạn sọc thẳng vô. Nhưng mà nó cũng chỉ gọi là cho bạn một chút cái lợi thế ban đầu thôi, chứ cũng không có gì gọi là quá to tát hết không. Ví dụ ở đây mình chỉ còn có vài ngày nữa, hôm nay là ngày 10 tháng 4 rồi các bạn, thôi confirm đại. Và đây là một cái hệ thống check-in của New Player nữa, nghĩa là mỗi ạc mới luôn đều có cái hệ thống mà check-in 7 ngày để nhận được một cái thẻ Summon Rare Hero 4-5 sao này. Đây là một cái lợi điểm rất rất là mạnh, gọi là cho các bạn mới chơi mà thuộc cái dạng từ năm 2020-2021 trở đi á. So với trước đó thì trước đó nó không có cái mục là New Player này đâu. Trước đó là reroll sắp mặt để có thể lấy được những hero 5 sao mong muốn. Vô game thì mình sẽ đi adventure ha. Cái mục đích của các bạn á là sẽ đi adventure tới màn 1-4 này đây, để mà có thể lấy được cái chức năng summon. À hồi nãy giờ mình bấm skip tutorial hơi bị nhiều á, tức là mình đã chơi quen rồi cho nên mình skip cho nó lẹ. Nhưng mà các bạn hãy đừng skip, các bạn vừa mới chơi vừa gọi là mới tiếp xúc với game á, thì các bạn hãy ráng đọc tutorial, mặc dù nó là tiếng Anh thì các bạn nhưng mà nó cũng gọi là cũng không có khó hiểu lắm đâu, thì các bạn hãy cứ ráng đọc đi. Thì ở đây nó sẽ giải thích cho các bạn là cơ chế của game như thế nào, thì các bạn hãy cứ đọc và gọi là làm theo cái chỉ dẫn của tutorial, bởi vì là nó sẽ chỉ hết mọi thứ mà các bạn cần biết luôn. Nhưng mà nhiều khi gọi là mình nôn nóng quá hay là sao đó mình skip tutorial thì lúc đó sẽ có những cái gọi là sẽ có những cái lúc mà mình hơi bị bối rối á. Thì các bạn chỉ cần vượt qua thôi, nhưng mà nó sẽ gây gọi là khó khăn cản trở cho cái quá trình chơi game cho các bạn, cho nên là tóm lại các bạn hãy nên đọc tutorial. Nhưng mà nếu các bạn đã có kinh nghiệm chơi những cái game thể loại giống vậy rồi, ví dụ như Summoner's War chẳng hạn, hay là ai á, Exo Hero nè, hay là Chronicle Battles hả? Những cái game đại loại vậy, summon tướng rồi, Omiji, âm dương sư đó. Thì các bạn có thể skip tutorial bởi vì nó cũng gần gần tương tự thôi. Nó chỉ khác một vài cái cấu trúc, ví dụ như Combat Readiness chẳng hạn, hay là cái cấu trúc mà mình phải đi vòng vòng vậy. Còn mấy game kia là nó tự vô trận cho mình. Đó thì đơn giản là vậy thôi. Khi các bạn đã làm quest được một hồi á, thì nó sẽ chỉ các bạn làm cái mục này. Đó chính là quest của Adventure's Path á. Thì các bạn song song với cái việc mà các bạn build team và làm cái mục đích gì đó của các bạn, và ở đây của mình thì là build team rồng, thì các bạn hãy nên là làm thêm những cái quest trong mục Adventure's Path này, bởi vì là nó rất là hữu dụng. Nó sẽ cung cấp cho các bạn nhiều nguyên liệu để mà các bạn có thể tăng cấp dễ dàng hơn. Đồng thời là nó cũng có thể cung cấp cho các bạn một cái con farmer rất là mạnh, đó chính là Free Spirit Tiaria, một con hệ ánh sáng cầm cây rìu hay cây giáo gì đó. Có được Free Spirit Tiaria mà các bạn có nhã hứng build nó lên luôn á, thì nó sẽ đóng vai trò là farmer chính cho các bạn, đi farm map rất là nhanh và các bạn không cần phải reroll ban đầu để lấy farm mở. Ví dụ như trước đây thì mình hay reroll để lấy những đứa như là Seth hay là Vildred. Đó là xa xưa rồi á, còn gần đây là chỉ có Vildred thôi. Seth thì nó hơi yếu so với hồi xưa rồi. Thì đó là cái hướng mà lấy farm mở lúc đầu. Bây giờ thì với Free Spirit Area các bạn không cần làm điều đó nữa, mà các bạn hãy nên lấy những cái đứa mà hữu dụng trong quá trình build team rồng của các bạn. Thì sau khi đi được màn 1-3 các bạn sẽ farm được con này, Arcasus. Thì con này là một con Guardian các bạn, chứ không phải là tướng hay là gì đâu. Thì các bạn cứ theo cái chỉ dẫn của game, các bạn sẽ gọi là sao ta gắn được Arcasus vào team và học được cách xài Arcasus luôn, cũng như là cách xài Guardian nói chung luôn á. Thì ở đây các bạn thấy đây là cái giao diện mà chọn Guardian. Các bạn vô trên đây nè, thì sẽ có ba con Guardian là Arcasus, Zeon và Concruz. Thì mặc dù Arcasus nó chỉ có 3
ba này thôi á, cái này là ba cục lửa nha bạn, chứ không phải là sao hay là độ độ mạnh gì đâu. Cái này là ba cục lửa để kích hoạt Akasos. Thì nó có cái chiêu là nó nhảy ra, nó sát thương nguyên team địch và đồng thời nó đưa một cái buff của Guardian Blessing vô đó, thì nó sẽ tăng sát thương cho cả team mình. Thì đây là một con Guardian rất là mạnh. Về late game các bạn vẫn xài Akasos luôn, chứ mà ít khi nào mà các bạn dùng Zeon hay Chromebrush hết. Bởi vì hai đứa này để mà kích hoạt được nó, các bạn phải cần rất là nhiều soul và hiệu ứng của tụi nó mang lại thì cũng mạnh thật. Ví dụ như Zeon là có phá giáp, và Chromebrush thì nó có là trừ cooldown của cả team, nhưng mà với cái giá là 5 soul hoặc là 6 soul như vậy nó quá là mắc tiền và nó không có hữu dụng bằng Akasos. Thì đây chính là cái hệ Guardian của các bạn. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là mình đang có ba cục lửa, thì cách mà để gọi con Guardian á, lúc mà đầu game thì các bạn cũng đã được gọi là người ta demo cho rồi, gọi nguyên con Guardian ra luôn. Thì bây giờ với ba cục lửa các bạn có thể gọi Akasos ra bằng cách là ấn vào cái icon, cái mặt của Akasos ở đây, thì nó sẽ bay ra, nó đập địch và sát thương của nó nhìn nó vớ vẩn vậy thôi, 326 thôi, nhưng mà thực ra là sát thương này gây theo máu tối đa của bạn. Về sau á, nếu như các bạn đi những cái màn Abyss, Abyss mà 180 90% Akasus nó thật có thể gây sát thương lên đến 20 mấy ngàn, 30 mấy ngàn máu luôn, đó là chuyện bình thường. Cho nên là các bạn đừng có thấy sát thương hiện tại nó rất là dễ như vậy mà tại sao mình cần dùng Akasus làm gì. Thật ra Akasus rất là mạnh luôn các bạn. Thì sau khi các bạn đi được màn 1-4 rồi á, các bạn sẽ mở chức năng summon ra. Thì ở đây thì nó sẽ giới thiệu các bạn gặp hai con quỷ này là hai con dữ thư viện á. Thì các bạn khi mà summon, các bạn thấy xuất hiện một trong hai con đó lên là coi như số các bạn thuộc số hưởng còn nếu không thì coi như là nhân phẩm của bạn rất là nhỏ. Thì ở đây với chức năng summon này thì mỗi lần gọi là mỗi ngày á, các bạn sẽ được tặng một lần free summon. Thì hãy đừng bỏ lỡ cơ hội này mà hãy sum free ra một cái gì đó gọi là một cái gì đó tốt tốt một tí. Thì ví dụ như ở đây là không có gì tốt cả ở đây mình xâm ra được Gina. Nó con này không tồn tại trong game rồi các bạn, bởi vì nó có đi gì rồi thì đó là sơ khởi về cái chức năng mà summon. Thì ở đây là cái chức năng selective summon, các bạn nghe là các bạn được summon nè 30 lần, mà mỗi lần là nó cho các bạn 10 lần summon luôn, nghĩa là các bạn được summon 300 lần và các bạn được chọn một đợt 10 lần mà các bạn muốn mà gọi là muốn lấy á. Thì đây là cái cơ hội mà để các bạn săn được 5 sao trong cái selective summon này. Thì vì cái selective summon này á, nó gọi là nó cho người chơi mới có cơ hội được hero 5 sao, cho nên là số hero 5 sao ở đây nó sẽ giữ nguyên luôn so với lại hero 5 sao mà hồi đầu game ra. Thì các bạn hãy bấm vào cái icon ở dưới này nè, là cái hình con người mặt trăng gì đó, thì các bạn sẽ thấy được là những hero 5 sao các bạn có khả năng lấy được 4 sao, 3 sao. Và ở bên đây là artifact mà các bạn có thể lấy được. Thì artifact nó khác hero chỗ nào? Artifact là những cái tấm thẻ bài gọi là trang bị các bạn gắn vào con hero, và các bạn dùng hero để đi đánh trận, chứ bạn không thể dùng artifact để đi đánh trận. Artifact là một trang bị thôi, cho nên là khi summon cái này các bạn hãy ưu tiên nhận hero hơn là nhận artifact. Mặc dù là artifact nó cũng có 4 5 sao 3 sao, và những cái artifact thì có art 5 sao mạnh thật, nhưng mà không có hero thì artifact của bạn coi như vẫn xếp kho. Cho nên các bạn hãy ưu tiên lấy hero trong cái đợt mà selective summon này. Thì ở đây mình sẽ lướt qua cái đám 5 sao. Thì ba đứa mà nên lấy nhất đó chính là Secret, Vildred và Ravi. Đây là ba đứa mà các bạn nên lấy nhất, bởi vì Secret sẽ giúp cho các bạn là gọi là đi rồng rất là dễ luôn. Vildred thì giúp cho các bạn đi farm rất là dễ, và Ravi thì nó mạnh cái kiểu là cục súc cao nghĩa là với những cái màn mà đi khó thì các bạn có thể build Ravi lên, và Ravi nó bổ từng đứa ở trong cái màn khó đó. Bởi vì Ravi nó có cơ chế là hồi máu và có cơ chế là gọi là tăng combat readiness á, cho nên là khi mà early game các bạn đi map những cái map khó, Ravi sẽ giúp các bạn đi qua được. Rồi về sau thì các bạn có thể build Ravi để đi golem.
ra ít ai làm vậy lắm, nhưng mà các bạn vẫn có thể build golem đúng không? Rồi các bạn có thể build Ravi để đi arena. Ravi rất là mạnh trong arena luôn. Trong ba đứa này thì Ravi là xếp đầu á trong cái lựa chọn mà để đi arena. Ngoài ra có những cái lựa chọn khác, nhưng mà mình nghĩ ba đứa này là Secret, Vildred và Ravi là ba đứa nên chọn nhất. Còn các bạn thích những hero nào, các bạn thích hình ảnh chiêu thức hero rồi giọng nói hay là biểu cảm gì của hero thì các bạn cứ tự nhiên thoải mái ha. Bởi vì là với cái hệ thống hero connection bây giờ, ví dụ như hồi nãy Aether là các bạn lấy trong connection đó, connection là cái hệ thống ở đây nè các bạn. Đó, các bạn bấm vào cái bàn ăn này nè, và các bạn đây là nguyên một dãy hero connection luôn. Thì với cái hệ thống hero connection như vậy, rất là dồi dào như vậy, thì các bạn hoàn toàn có thể clear game rất là dễ dàng. Cho nên các bạn không cần thiết là phải quá chú trọng vào việc là selective summon hay sao cả. Thì như các bạn thấy là mình đã xâm ra được Sage. Và nếu mà đây là 3-4 năm trước gì đó thì mình sẽ giữ cái đợt summon này. Nhưng mà vì không phải vậy cho nên là mình sẽ xâm tiếp. À, và có một lưu ý là các bạn chỉ nhận được một hero 5 sao thôi. Cho nên các bạn đừng có cố mà gọi là roll hoài để đến khi nào mà ra được hai con 5 sao các bạn mới nhận, thì cái lúc gọi là không thể được các bạn. Nếu như các bạn muốn làm như vậy á thì ở đây nó lại nhảy thêm một con hero 5 sao. Và là Charlotte. Charlotte thiệt ra là cũng là một hero khá khá ổn. Hồi trước thì nó rất là yếu luôn, nhưng mà bây giờ ổn hơn một tí rồi, thì các bạn nếu mà ưa thích thì các bạn vẫn có thể dùng. Thì mình sẽ nói tiếp, để mà có được hai hero 5 sao trong cái đợt summon đầu á, thì các bạn phải gọi là trong cái đợt summon không phải cái selective này nè, các bạn ra được 5 sao thì lúc đó các bạn mới có gọi là gọi được thêm một con 5 sao trong selective này. Còn không là trong đợt mà summon selective này á, các bạn chỉ nhận được một con 5 sao thôi, là tối đa luôn. Thì ở đây là Clarissa các bạn, một hero vừa mới được buff và đi rồng rất là tốt. Nếu như các bạn gọi là nếu như mà cái đợt summon này có thêm, gọi là nếu mà các bạn thấy cái đợt summon như thế này là các bạn có thể ngưng được rồi á. Bởi vì Charlotte là farmer ổn và Clarissa cũng là một nhân tố đi rồng khá ổn. Thì thực ra ngay đây mình cũng hơi phân vân nè, Alexa cũng là một nhân tố đi rồng ổn luôn. Tới đây là mình hơi bị phân vân bởi vì mình hoàn toàn có thể ngưng ở đây được và có thể tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Mình nghĩ là mình sẽ ngưng ở đây. Đây là hai nhân tố khá ổn, là Charlotte farm ổn và Clarissa đi rồng tốt. Mình sẽ lấy cái đợt này. Mặc dù không có Secret, không có Vildred nhưng không có Ravi. Rồi còn gì thì tính sau. Các bạn lâu lâu hãy check cái hộp thư ở trên này. Bởi vì là khi các bạn vừa vô game á, thì các bạn sẽ được tặng thêm con Mercedes là một hero 4 sao pháp sư. Thì nếu các bạn xui quá mức luôn, các bạn không có hero gì mạnh hết, thì các bạn vẫn có thể build sơ sơ Mercedes lên. Nhưng mà để max luôn thì mình nghĩ không cần phải max, bởi vì Mercedes cũng thuộc dạng hero trung bình, là các bạn không có mạnh lắm á, bởi vì bộ chiêu không hề có hiệu ứng gì cả mà chỉ có sát thương thôi. Và reputation ở đây thì là những cái nhiệm vụ gọi là hệ thống nhiệm vụ á, ví dụ như là Three Sisters Diary là hệ thống nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày các bạn vô các bạn chạy hết một cái dây quest như thế này là cũng có kha khá đồ rồi. Và ở đây nó có cái thẻ là Daily Reputation và Weekly Reputation. Thì Weekly có nghĩa là quest hàng tuần. Mỗi tuần các bạn ráng các bạn chạy hết nguyên cái cây quest tuần cũng ra kha khá đồ á. Trong đó có cái món cuối cùng này nè, sẽ là một cái charm cho các bạn. Và hình như đâu đó trong đây đây có một con Giga Phantasma, thì cái con Phantasma này dùng để up hero. Thì các bạn ráng mỗi mỗi ngày các bạn vào chạy hết quest ngày, mỗi tuần các bạn chạy hết quest tuần là các bạn có một đống tài nguyên để các bạn chơi. Và có những cái quest ở đây thì đầu game quest rất là dễ làm và rất là nhiều phần thưởng các bạn, thì các bạn lâu lâu ráng nghía vào một tí để có thể nhận thưởng. Nếu như các bạn chơi game đúng những cái đợt Epic Pass á, thì các bạn vẫn có thể lấy cái Epic Pass luôn, nó nằm ở ngay đây các bạn, gần kế cái bàn cà phê dưới đây nè, thì bạn bấm vào Epic Pass và các bạn nhận. Chắc là mình cũng sẽ nói sơ về cái tính năng hero đi. Thì đây là giao diện hero của các bạn.
Nếu như các bạn theo được tutorial thì các bạn cũng có thể hiểu được gần hết. Nếu không muốn nói là hiểu hết, thật ra là nó dạy hết luôn á, chứ nó đâu có giấu gì gì đâu. Nhưng mà thì mình cũng xin nói lại ở đây, thì đây là cái giao diện hero của các bạn. Các bạn có thể gắn đồ, các bạn có thể up đồ, các bạn có thể làm đủ thứ trên trời dưới đất trong cái giao diện hero này. Thì các bạn cứ đọc tutorial đi ha, thì ở đây mình skip và mình sẽ nói qua ở trong đây nó sẽ có cái gì. Nó sẽ có những cái con hero của các bạn. Và các bạn muốn up hero á thì các bạn phải luyện level lên. Ở đây các bạn thấy là level 6 trên 30. Bởi vì nó 3 sao cho nên level max của nó sẽ là 30. Nếu như nó 4 sao, level max của nó sẽ là 40, 5 sao max 50, 6 sao max 60 và 6 sao là số sao tối đa các bạn có thể lên được. Thì để nâng được một đứa hero từ 3 sao lên 4 sao thì các bạn phải, cái việc đầu tiên các bạn phải làm là các bạn phải đẩy nó lên max level của 3 sao, nghĩa là các bạn phải có level 30. Các bạn mới đẩy lên được 4 sao. Thì để mà đẩy từ 3 sao level 30 lên 4 sao các bạn cần 3 con 3 sao khác để làm nguyên liệu để fit cho một đứa 3 sao. Từ đó các bạn mới ra được một con hero level 4 sao. Và khi 4 sao rồi thì các bạn thấy ở đây max level là 40. Các bạn phải farm nó lên level 40, các bạn mới đẩy lên được level 5 sao. Thì để đẩy từ 4 sao lên 5 sao, các bạn cần phải có 4 con 4 sao làm nguyên liệu để đẩy tụi nó lên 5 sao. Và khi lên 5 sao các bạn, đây max level là level 50. Các bạn phải farm lên level 50. Và khi đó các bạn muốn đẩy lên 6 sao, các bạn cần 5 con 5 sao để có thể đẩy một con 5 sao max level lên 6 sao. Cho nên các bạn thấy là cái công trình mà farm rất là mệt cho những người chơi mới, những người lão làng thì người ta quẹt bù bù là xong. Nhưng mà các bạn mới thì các bạn farm rất là mệt. Do đó mà nó sẽ có cái câu hỏi là các bạn nên up đứa nào trước? Nên up đứa nào trước? Thì theo mình các bạn hãy nên up farmer trước và up team đi rồng trước các bạn. Gọi là ưu tiên up những đứa đó. Ví dụ ở đây mình có Charlotte. Charlotte sẽ farm được, cho nên mình có thể mình sẽ up Charlotte trước. Clarissa nằm trong team đi rồng được, đồng thời farmer cũng rất là tốt luôn, cho nên mình sẽ up Charlotte và Clarissa để mà gọi là vượt map á. Rồi Alexa cũng thuộc dạng là đi rồng tốt. Mình có thể sẽ cần cân nhắc up Alexa nhưng mà hiện tại chắc là chưa. Bởi vì là mình chưa có một cái team đi rồng chuẩn ở đây thì mình chưa cân nhắc up Alexa vội, nhưng mà nhìn chung là mình sẽ up Charlotte và Clarissa đầu tiên. Rask các bạn có up không? Rask nếu như về sau á, các bạn đi được cái màn 20 rồi á, nghĩa là các bạn đánh boss Strays, các bạn đánh xong cái màn đó các bạn change job Rask lên thì Rask sẽ rất là mạnh. Rask hiện đang là meta cho nên Rask các bạn nên build, nhưng mà với new gọi là người chơi mới chưa thể đi được level gọi là cái màn cốt truyện mà 20 á, đây là chương 2 màn 10 10 10 của chương 2 chứ không phải 20, lộn lộn 20 là cái màn vớ vẩn của chương 1. Mình xin nhắc lại là các bạn đi chương 2 màn 10 10, nghĩa là các bạn đánh boss Faustus, Strays Faustus luôn, đó là cây cây kiếm của Strays á. Các bạn đánh xong cái màn đó các bạn mới mở được quest specialty chain của Rask, và cái bạn chain job lên thì Rask sẽ rất là mạnh. Nhưng mà với tình hình hiện tại như bây giờ các bạn thấy con Rask như thế này thì bộ chiêu các bạn đọc và các bạn thấy cũng không có gì nổi trội hết, cho nên là các bạn muốn build cũng được. Nhưng mà các bạn không build, các bạn bóc Rask ra, các bạn thế một hero khác vào thì cũng ok luôn. Rồi, Mercedes các bạn có nên build không? Nếu như các bạn yếu quá, yếu gọi là thiếu sát thương diện rộng quá thì bạn hãy build Mercedes, nhưng mà tình trạng đó chắc là không bao giờ xảy ra, bởi vì các bạn sẽ có được Free Spirit Terrier. Free Spirit Terrier là con này nè các bạn, cái con ngồi ngay bàn cà phê đây nè. Thì để lấy được nó các bạn rất là dễ, các bạn chỉ cần đi mạng 22 là xong, các bạn có được Free Spirit Terrier và các bạn có được một farmer rất là mạnh rồi. Cho nên là theo mình thì là không nên build Mercedes. Thì đó, cái video đầu tiên mình nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng như vậy thôi. Và cái hướng đi của mình sẽ là đẩy mạnh công cuộc farm map như các bạn thấy ở đây.
là đẩy mạnh farm cái đống adventure này nè, và các bạn hãy cố gắng đi 3 sao hết tất cả các màn luôn. Cái màn nào không không 3 sao được á thì các bạn có thể để đó đi, tại vì nhiều màn nó yêu cầu hero ánh sáng bóng đêm gì mình đâu có thể có. Thì khi các bạn ấn vào một cái màn màn chơi như thế này, các bạn quan sát cái cột bên phải ở đây nó có cái những cái điều kiện mà các bạn cần hoàn thành để được sao. Các bạn ráng hoàn thành hết, bởi vì khi mà hoàn thành hết các bạn thấy ở đây có cái nút region reward nè. Các bạn được full sao thì các bạn sẽ được tặng quà. Cái đó là lý do mà các bạn cần full sao. Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì các bạn ráng full sao hết và các bạn ráng đi hết tất cả các màn. Đi hết mở được tới 10 10 luôn là các bạn unlock được cái hệ Moonlight, gọi là triệu hồi Moonlight, và các bạn có thể ngưng ở đây được rồi. Nói thật là các bạn có thể ngưng ở đây được. Nếu như các bạn muốn đi tiếp qua chương 2, chapter 2 là ở Sidonia. Chapter 3 là hiện tại luôn là ở Eureka thì cũng ok, đó là nếu các bạn muốn tìm hiểu cốt truyện thì các bạn có thể đi được, nhưng mà nói trước là rất là khó. Đi cốt truyện rất là khó so với cái màn 10-10 ở Britannia. Đặc biệt là ở Eureka là hiện tại cũng phải chật vật luôn á, những gọi là những con boss map thì, các bạn phải rõ cơ chế, rồi các bạn phải có team đàng hoàng tử tế các bạn mới đi được, chứ không phải nhẫn nhơ như Britannia, bạn chỉ cần quẹt 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 là bay hết mob. Thì cái đó là cái tình trạng đi map, nghĩa là các bạn chỉ cần đi đến 10-10 là ok rồi, các bạn tập trung build cái team rồng rồi. Thì đó là cái hướng đi của mình, quét cốt truyện tới 10-10 và tập trung build team rồng. Rồi mình xin kết thúc video đầu tiên tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau, và hy vọng các bạn sẽ có được một cái hướng đi phù hợp cho mình. Tất nhiên là các bạn mới chơi ha, còn các bạn đã lão làng rồi á, thì các bạn có thể coi và góp ý coi là hồi xưa các bạn chơi như thế nào và bây giờ thì nên chơi như thế nào, và cái hệ gọi là những cái hero reroll của các bạn á, thì các bạn có thể lấy được hero nào và combo nào. Bởi vì hồi nãy mình có nói là hero reroll nên lấy, ở đây mình show các bạn luôn hero mà ban đầu nên có. Thì các bạn vào một hero đúng không, xong rồi các bạn vào cái tab all hero này nè. Thì hồi nãy mình nói đó chính là một đứa hệ nước là Secret, các bạn hãy nên chọn bởi vì nó đi rồng rất là tốt. Một đứa farmer hệ Earth là Vildred, các bạn thấy là đầu game nó quảng cáo nó quẹt quẹt kiếm tung nóc nhà luôn, thì đây là Vildred một farmer rất là mạnh. Và một đứa nữa mình nói là đứa nào ta, Ravi là bé cầm rìu này đây, là cù nhây qua map tốt và đi arena rất là mạnh. Thì đây là ba cái lựa chọn mà các bạn cần cân nhắc. Tuy nhiên cũng có những lựa chọn khác, đặc biệt là khi các bạn combo được với những hero đi rồng tốt, ví dụ như Clarissa đi rồng tốt, hoặc là các bạn ví dụ như Sumfree mà ra được Furious thì cũng rất là mạnh luôn, Furious đi rồng khá tốt. Nói chung là thì hơi khó, bởi vì nếu các bạn mới chơi thì cũng hơi khó thiệt, là tư vấn kỹ cho các bạn là combo nào nên giữ, combo nào nên lấy á. Cho nên là thôi thì để dễ dàng nhất các bạn hãy cứ gọi là dựa vào ba con hero mà mình gợi ý, đó chính là Secret đứng hạng số 1, Vildred đứng hạng 2,5 và Ravi đứng hạng 2,5. Hai đứa này mình không biết xếp hạng như thế nào nha. Thì các bạn cứ thích ai các bạn cứ lấy về đi, bởi vì Vildred cái vai trò nó hơi bị giảm sút rồi, vì các bạn đã có Free Farmer là con Tieria ngồi bàn cà phê nãy á. Cho nên các bạn thích ai thì các bạn lấy thôi. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn hãy lấy Secret về, đây là lựa chọn tối ưu luôn để các bạn có thể build team rồng nhanh nhất có thể. Rồi, bởi vì mới chơi mà lỡ không lấy được thì có thể reset lại, ok, không sao cả. Rồi. Mình xin nói thêm là về artifact á. Các bạn summon ra những cái tấm thẻ bài này nè, thì bạn lưu ý giữ lại cái tấm này cho mình. Đó là cái tấm Daydream Joker, đây là cái tấm đi boss rất là mạnh luôn. Các bạn muốn bán gì thì bán, các bạn rảnh rỗi các bạn bán luôn 5 sao cũng được, nhưng cái tấm này thì các bạn hãy giữ lại. Nói giỡn thôi nha, 5 sao, 4 sao là cũng hay hơi bị ghê đó, cho nên hãy giữ lại mỗi artifact ít nhất là một phiên bản, rồi sau đó các bạn muốn bán gì thì bán. Và có hối hận thì nó cũng không đến mức mà mà muốn đập đầu vô cối. Thì sơ sơ là vậy thôi, đây là một cái video đầu tiên trong cái series mà New Beginner, hy vọng các bạn có thể
có được những cái ý tưởng và những cái hướng đi phù hợp với cái lối chơi của bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.